Bình thường các bạn tải video trên TikTok về thì sẽ bị dính một cái logo có cái tên kênh đó kiểu như này đúng không? Bạn có biết có hai loại quả khi ăn vào chúng ta sẽ có mái tóc khỏe đẹp như soái ca. Ngoài ra còn có một cái outro có logo TikTok ở đoạn cuối video như thế này này. Một mái tóc khỏe đẹp. Đúng rồi, tải theo cách thông thường thì chắc chắn là sẽ bị dính logo. Ngoài ra nó còn làm giảm cái chất lượng, làm mờ cái video đấy đi. Vậy nên trong video ngày hôm nay, Nguyễn Anh Tùng sẽ giúp các bạn cách để tải video về mà không lo bị dính logo mà vẫn giữ được chất lượng sắc nét của video đấy nhá. Nào hãy cùng làm theo video hướng dẫn này. Các bạn vào TikTok cùng mình nhá. Mình sẽ tải một video bất kỳ ở trên mạng. Ví dụ mình sẽ tải cái video này đi. Rồi đầu tiên là các bạn cần sao chép cái đường link của cái video này. Các bạn bấm vào cái nút có hình mũi tên quay sang phải như này này. Bấm vào đây. Các bạn bấm sao chép liên kết. Ok, bây giờ thoát ra ngoài nền màn hình. Ở trên iPhone thì các bạn vào Safari cho mình nhá. Safari. Nếu ở trên Android thì các bạn vào Chrome. Rồi các bạn gõ cho mình một cái trang web tên là snaptic.app. Rồi các bạn vào. Rồi truy cập vào cái trang này. Nó có cái ô này để mình dán cái đường link mình vừa ấy copy đúng không? Rồi các bạn bấm vào đây. Dán cái đường link. Và bấm download. Ở trên điện thoại của Android thì các bạn bấm download và tải về là rất là dễ. Nhưng mà ở trên Safari của iOS thì các bạn hãy làm theo các bước như sau. Các bạn cũng sẽ bấm vào download. Có 3 server để các bạn tải, các bạn bấm vào đâu cũng được. Mình chọn server 1 đi, bấm vào đây. Rồi nó hiện là bạn có muốn tải về không? Mình bấm tải về. Rồi các bạn nhìn thấy có một cái mũi tên màu xanh ở bên dưới này không? Các bạn bấm vào đây nhá. Rồi bây giờ bấm tải về nữa cho mình. Bấm vào đây. Rồi bấm vào cái tên của cái file tải về đấy. Tiếp theo các bạn bấm vào một cái nút hình vuông có cái hình mũi tên quay lên như này này. Bấm vào đây. Các bạn chọn lưu video cho mình. Rồi đã xong. Các bạn mở ra và kiểm tra nhá. Mình vào thư mục ảnh. Đó, nó đã lưu đây rồi. Nào, cùng mở lên xem. Ok, trong video này mình đã hướng dẫn các bạn tải video trên TikTok về mà không lo bị dính logo cũng như là làm giảm cái chất lượng sắc nét của video đó. Nhưng mình có một điều mà muốn nhắn nhủ với các bạn rằng đừng tải video của người khác về và đăng lại nhé, bởi vì nó sẽ bị dính và vi phạm cái chính sách cộng đồng của TikTok, đó chính là re-up. Hãy tải về với mục đích để lưu, để giải trí thôi. Hoặc là để chèn vào làm những cái video B-roll, video minh họa. Đừng đăng lại video của người ta 100% sẽ bị là coi là re-up đó. Ok, chúc các bạn làm theo và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Anh Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký, subscribe kênh của Tùng. Và bạn có thể xem những video cùng chủ đề khác ở phía bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.